quà lên tới 1 triệu đồng trước hàng nhân dịp 30 tháng 4 và 1 năm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2014. Jet TV không chỉ là xem. Cháu thì chương trình ra chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ được một chủ đề để mà cũng đang có nhiều bàn luận trên giới báo chí. Như các cụ ta ngày xưa đã nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho mỏ cho bùn. Nhưng trong thời gian gần đây có nhiều ông bố bà mẹ, nhiều thầy cô giáo đã sử dụng biện pháp ra tư vấn, và đấy chính ở những cửa hàng sách. Có nhiều cuốn sách nước ngoài đắt hàng đến nỗi chúng được bán hết chỉ trong vài ngày. Trong cuốn sổ đặt hàng này, những cuốn sách đó đứng đầu